Ngay trước thềm đại chiến với Liverpool ở vòng 26 Premier League, Man United đã bất ngờ đón nhận một thông tin không vui khi trung vệ số 1 Rafael Varane dính phải chấn thương và có nguy cơ phải vắng mặt vào đêm nay. Đây sẽ là mất mát rất lớn với đoàn quân của Erik Ten Hag khi ngôi sao người Pháp đang là nhân tố cực kỳ quan trọng nơi hàng phòng ngự. Chính sự điềm tĩnh, bản lĩnh cùng với DNA vô địch của anh đã giúp Quỷ Đỏ gặt hái được nhiều thành công trong thời gian qua. Vắng chàng trai 29 tuổi, thầy 10 sẽ phải đau đầu tìm ra phương án thay thế khi mà đội trưởng Harry Maguire cũng như Victor Lindelof chưa mang đến được sự yên tâm. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi nhận định những phương án chiến thuật mà chiến lược gia người Hà Lan có thể hướng đến nếu số 19 không thể ra sân đêm nay. Làm khách tại sân vận động Anfield chưa bao giờ là dễ dàng đối với bất kỳ đội bóng nào. Chúng ta đều biết rằng kể từ năm 2016 đến nay thì Quỷ Đỏ chưa thể thắng tại Anfield trong khuôn khổ giải đấu cao nhất của bóng đá Anh. Thậm chí trong 7 năm qua, Man United chỉ mới có đúng một bàn thắng trong những lần hành quân đến nửa đỏ vùng Merseyside, một thành tích nghèo nàn và cực kỳ đáng báo động. Dưới triều đại của Erik Ten Hag, những kết quả khởi sắc đang dần đến với đội bóng này. Họ cũng đã đánh bại được Liverpool ở trận lượt đi với tỷ số 2-1 trên sân Old Trafford. Nhưng nếu muốn chứng minh vị thế của mình và duy trì phong độ ấn tượng, thì Quỷ Đỏ cần phải đánh sập pháo đài Anfield, vốn là nơi dễ đi khó về với bất cứ câu lạc bộ nào. Để làm được điều này, trước tiên chiến lược gia người Hà Lan phải có trong tay một lực lượng mạnh nhất. Ngoài 3 trường hợp vắng mặt dài hạn của Donny van der Beek, Christian Eriksen và Anthony Martial, các cầu thủ còn lại đều khỏe mạnh. Kể cả hai ngôi sao Jadon Sancho cùng với Luke Shaw, bộ đôi đang ngồi ngoài hồi giữa tuần vừa qua, đã có thể trở lại thi đấu. Tưởng chừng như những cập nhật của nhà cầm quân 53 tuổi đã mang đến tin vui cho người hâm mộ, thì bất ngờ tờ Mirror đăng tải nguồn tin cho biết trung vệ Rafael Varane đang bị đau chân trong những ngày gần đây và phải trải qua một bài kiểm tra thể lực muộn trước chuyến làm khách đến Anfield sắp tới. Đây được xem là cú sốc khá lớn đối với Man United trước trận derby nước Anh. Chúng ta đều biết rằng vai trò của ngôi sao người Pháp ở mùa giải năm nay là quan trọng như thế nào. Tất cả những trận đánh lớn, Erik Ten Hag đều ưu tiên số 19 trong đội hình xuất phát, mặc cho những vị trí còn lại có thể xoay tua hay là thay đổi như thế nào đi nữa. Sau mùa giải đầu tiên tương đối thất vọng, cựu sao Real Madrid đã tìm lại đẳng cấp thế giới của mình dưới bàn tay của thầy 10, đặc biệt là khi anh kết hợp cùng với Lisandro Martinez, một cầu thủ có phong cách khá giống với tứ ca Sergio Ramos, cả cứng hoàn hảo mà chàng trai sinh năm 1993 đã cùng sát cánh chinh phục tất cả vinh quang. Chính nhờ vào bản lĩnh, kinh nghiệm cùng với DNA vô địch của Rafael Varane đã giúp Man United dần tìm lại vị thế của mình ở những trận đấu lớn, danh hiệu Carabao Cup hay những chiến thắng trước Barcelona, Man City, Liverpool và Arsenal đều có công rất lớn của ngôi sao 29 tuổi. Ngay cả chiến lược gia người Hà Lan cũng đã lên tiếng ca ngợi đẳng cấp của cậu học trò cùng với Casemiro. Hai nhân tố đã giành được rất nhiều vinh quang. Casemiro và Rafael Varane đã có 5 cúp Champions League. Không tự nhiên mà họ đạt thành tích như vậy. Với tôi, đội bóng sẽ chiến thắng khi sở hữu cầu thủ có tâm lý chiến thắng. Ngược lại, với những cầu thủ thua cuộc, đội bóng sẽ luôn thua. Điều đáng lo ngại nhất đối với cựu sao Real Madrid là thể trạng cùng với tiền sử chấn thương dày đặc của cầu thủ này. Man United đã được nếm trải điều này ở mùa giải năm ngoái. Và khi mà Erik Ten Hag lên nắm quyền, ông đã tìm cách sử dụng cậu học trò sao cho hợp lý nhất để tránh việc anh phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Cựu thuyền trưởng Ajax chỉ sử dụng Rafael Varane ở những trận đánh lớn và một số cuộc đối đầu quan trọng ở Premier League. Còn tại đấu trường cúp, bất kể khi nào có điều kiện, ông đều để anh nghỉ ngơi. Chúng ta đã rất nhiều lần thấy Harry Maguire hay Victor Lindelof sát cánh bên cạnh Lisandro Martinez để giảm tải cường độ thi đấu cho số 19. Cũng nhờ điều này mà trung vệ người Pháp đã đóng góp rất nhiều cho Quỷ Đỏ ở mùa giải năm nay. Anh luôn xuất hiện trong những trận đấu quan trọng với nhóm Big Six, cuộc đối đầu với Barcelona ở Europa League, hay mới đây là trận chung kết Carabao Cup với Newcastle. Nhờ kinh nghiệm cùng với bản lĩnh trận mạc của mình, Rafael Varane đã tạo thành chỗ dựa đáng tin cậy cho các đồng đội. Nhờ đó, hàng phòng ngự của Man United đã tiến bộ rõ rệt, khả năng chỉ huy và luôn bọc lót đúng lúc, đúng thời điểm của anh đã tạo thành bức tường vững chắc trước khung thành của David De Gea. Các đồng đội xung quanh cũng từ đó mà tiến bộ rõ rệt.
Cầu thủ sinh năm 1993 đã được ông thầy của mình cho nghỉ hồi giữa tuần trước West Ham và để dành anh cho trận derby nước Anh với Liverpool vào đêm nay. Nhưng với tình hình hiện tại thì chắc chắn nhà cầm quân 53 tuổi sẽ phải đau đầu để tìm ra phương án thay thế cho ngôi sao đã sở hữu 4 danh hiệu Champions League. Ngoài Lisandro Martinez đã chắc một suất trong đội hình xuất phát, Erik ten Hag nhiều khả năng cũng sẽ không để Luke Shaw chơi trong vai trò của trung vệ. Vì như vậy sẽ rất khó trong việc triển khai bóng với hai cầu thủ cùng thuận chân trái. Đồng thời bóng bổng cũng sẽ là vấn đề nan giải khi Liverpool sở hữu những Virgil van Dijk hay Darwin Nunez rất giỏi không chiến. Shaw ú sẽ đảm nhiệm hành lang trái quen thuộc của mình để đối đầu với Mohamed Salah, ngôi sao nguy hiểm nhất trong đội hình của The Cop. Như vậy, vị trí trung vệ sẽ là cuộc cạnh tranh giữa đội trưởng Harry Maguire cùng với Victor Lindelof. Cả hai vừa xuất phát cùng nhau hồi giữa tuần, nhưng cầu thủ người Thụy Điển đã phải sớm rời sân ở phút 58 để nhường chỗ cho Lee Cha. Bộ kỹ năng của anh trưởng và người băng cũng không có quá nhiều sự khác biệt. Trong khi Lindelof thích sử dụng những cú phất bóng ra sau hàng phòng ngự đối phương, thì cựu sao Leicester thường tung ra những đường truyền dài sang hai hành lang cánh. Cùng với đó, Harry Maguire sẽ là phương án chống bóng bổng hiệu quả, cũng như khả năng tranh chấp tay đôi tốt của anh. Trung vệ mang áo số 2 đã kết hợp tốt với Lisandro Martinez trong nhiều trận đấu tại mùa giải năm nay, đặc biệt là màn đối đầu với Bầy Cáo ở vòng 24 Premier League. Với những tiền đạo giàu tốc độ và khả năng xoay trở tốt bên phía Liverpool như Darwin Nunez, Salah, Cody Gakpo hay Diogo Jota, đội trưởng của đội tuyển Thụy Điển có thể sẽ là giải pháp ổn hơn so với trung vệ của Tam Sư. Tất nhiên, vắng Rafael Varane sẽ là tổn thất rất lớn với Man United trong trận derby nước Anh sắp tới. Dù cho Erik ten Hag có sử dụng Harry Maguire hay Victor Lindelof, thì cả hai vẫn không thể mang đến sự yên tâm. Vì vậy, vai trò của Casemiro sẽ đặc biệt quan trọng hơn khi anh cần phải hỗ trợ tốt cho bộ đôi trung vệ. Từ đầu mùa này, tiền vệ người Brazil đã chơi 34 trận cho Quỷ Đỏ, ghi 5 bàn và có 5 kiến tạo. Riêng ở Premier League, số 18 đã chơi 17 trận, được hút score chấm 7,18 điểm. Sự xuất hiện của Casemiro giúp tuyến giữa của Man United lột xác một cách hoàn toàn. Mỗi trận, anh thực hiện đến 3,2 pha tắc bóng thành công, 2,1 lần hóa giải tình huống nguy hiểm và 1,3 pha đoạt bóng từ chân của đối thủ. Các thông số phòng ngự của anh cũng ở top đầu Premier League mùa này. Chiến lược gia người Hà Lan nhấn mạnh Casemiro là bản hợp đồng đáp ứng mọi tiêu chí của ông. Trên thế giới, có rất nhiều cầu thủ giỏi về kỹ năng, song để mang tâm lý chiến thắng, có cá tính mạnh mẽ, khả năng lãnh đạo và sự khiêm nhường như là cựu sao Real Madrid, Erik ten Hag không có lựa chọn nào tốt hơn. Đó là lý do Quỷ Đỏ đã chi ra 70 triệu euro để mua siêu sao chạm ngưỡng 30 tuổi. Tôi biết Casemiro tuyệt vời ra sao. Bảng thành tích của anh ấy đã thể hiện điều đó. Trong tập thể đội bóng ở thời điểm hiện tại, Casemiro là thủ lĩnh. Cậu ấy đặc biệt quan trọng cho Man United từ vai trò phòng ngự, tổ chức đến tâm lý. Nếu người đồng đội cũ Rafael Varane không thể thi đấu, Casemiro chính là chỗ dựa để mang đến sự chắc chắn cho đoàn quân của thầy 10. Anh sẽ lùi sâu tạo thành trung vệ thứ 3 của Man United nếu trong thế trận Liverpool muốn dồn ép và đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Tiền vệ 31 tuổi chẳng lạ gì The Cop khi anh cũng mới đánh bại đội bóng này để cùng với Real Madrid đăng quang ở đấu trường Champions League. Ở trận chung kết, chàng vũ công Samba đã cân cả tuyến giữa của lữ đoàn đỏ. Anh chẳng ngại bất kỳ pha tranh chấp tay đôi nào và hỗ trợ rất tốt cho cặp trung vệ Eder Militao cùng với David Alaba. Khả năng ra sân của Rafael Varane vẫn còn đang phải bỏ ngỏ. Vì vậy, Erik ten Hag rất cần kinh nghiệm và bản lĩnh của Casemiro trong trận đại chiến sắp tới. Đây không phải là lần đầu tiên trong mùa giải năm nay Quỷ Đỏ mất đi sự phục vụ của nhà vô địch thế giới năm 2018. Và cũng chẳng phải là lần đầu tiên đội chủ sân Old Trafford đối mặt với tổn thất về lực lượng. Chiến lược gia người Hà Lan cùng với các học trò đã từng vượt qua rất nhiều trận đấu với đội hình sứt mẻ nghiêm trọng. Vì vậy, niềm tin đặt vào nhà cầm quân 53 tuổi sẽ là rất lớn trong chuyến hành quân đến sân vận động Anfield. Liệu thầy 10 sẽ đưa ra những phương án nào trong trận derby nước Anh vào đêm nay? Nếu Varane vắng mặt, ai sẽ là người thay thế cho cựu sao của Real Madrid và kết hợp cùng với Lisandro Martinez ở trung tâm hàng phòng ngự của Manchester United? Tất cả sẽ có câu trả lời vào lúc 23 giờ 30 phút trên thánh địa Anfield của Liverpool. Lúc này, người hâm mộ hãy luôn tin tưởng vào tài năng của Erik ten Hag và những quyết định của ông đã nhiều lần mang đến thành công cho Man United trong giai đoạn khó khăn vừa qua. Hãy nhớ đón theo dõi và cổ vũ cho thầy 10 khó trong trận đại chiến hấp dẫn nhất ở vòng 26 Premier League. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football.
hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.